thứ sáu tuần hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy? Chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên? Vì Gioan đến không ăn không uống, thì họ nói: Ông ta phải quỷ ám. Con người đến ăn uống giống như thường, thì họ nói: Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta dọn lòng đón Chúa bằng cách vâng theo thánh ý Thiên Chúa, là quyết tâm hoán cải đời sống để trở về với Chúa. Chúa Giêsu đã so sánh thế hệ của người với lũ trẻ chơi ở ngoài phố chợ. Chúng chỉ muốn người ta làm theo ý chúng. Ai làm trái ý thì họ chê trách. Họ chê Thánh Gioan là bị quỷ ám vì Ngài sống chay tịnh. Còn Chúa Giêsu bị họ chê là người mê ăn tham uống, làm bạn với quân thu thuế và vườn tội lỗi. Thay vì lấy Thiên Chúa về lề luật của Ngài làm chuẩn mực, thì họ lấy chính bản thân của họ làm chuẩn mực và bắt Chúa phải chiều theo ý riêng họ. Còn tôi thì sao? Lạy Chúa Giêsu, đáng lẽ chúng con phải làm theo thánh ý Chúa, thì chúng con lại đòi Chúa phải theo ý riêng của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin cho gia đình chúng con biết sống theo lời Chúa, để chúng con có thể góp phần làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.